trong người lớn đấy là kính lão đắc thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số mày mắc nhọ. Nhưng mà thôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ. Mày chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về độ chậu. Đọc cái địa chỉ nhà nó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy, mày chỉ việc ký là có tiền mặt à. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh Bình giới thiệu. Bốc cái bát 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dân chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đổi hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu. Hiểu ý anh nói không? Bốc bát họ, bốc bát họ đây. Bốc bát họ, anh em là bốc bát họ đây. Bốc bát họ, bốc bát họ đây. Bốc bát họ, anh em là bốc bát họ đây. Người người bốc họ, nhà nhà bắt họ. Alo là có tiền, chỉ có thể là bốc bắt họ. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi. Tất cả những bạn trẻ tuổi từ 18 đến vân vân, làm ăn có lỗ hay lỗ có bể đã có bắt họ là ân nhân. Lời nói thân mật cử chỉ ân cần, giải ngân nhanh bảo mật thân phận. Mấy ông làm tiền mà làm lãnh đạo có khi là yêu nước thương dân. Đặc biệt là chế độ rất ưu tiên chị em trong ngành. Giai đoạn khởi nghiệp cần tiền filler tắm trắng cho thật ngon lành. Gặp bé nào ngon canh thì có khả năng là anh em giúp. Giúp thì phải được húp, nói thẳng con mẹ nó thế cho nhanh. Chứ còn gì nữa. Thủ tục đơn giản không thế chấp tài sản mà vẫn được vay tiền. Có khi phải gọi cho mấy thằng bạn dù mấy em gái đi bay liền. Giờ là người có tiền phải nhân cơ hội tranh thủ ăn chơi mà lấy tiếng. Phải đặt phòng VIP karaoke xong là phải gọi cả nhân viên. Có khả năng bốc thêm cái bát nữa mua iPhone X nhỉ. Bốc cái bát to to dư ra để mua thêm xích vàng. Đóng ngay bộ D và G, mũ Gucci đôi giày Philip vào. Mấy chị em nhìn thấy mày cẩn thận lại tranh giành chém giết nhau. Ô, anh bảo thật đấy. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi. Người người bốc họ, nhà nhà bắt họ. Alo là có tiền, chỉ có thể là bốc bắt họ. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi. Cho các bố vay tiền thì đơn giản nhưng mà phải chuẩn. Các bố cứ theo thằng Brazil thì kiểu liền gì cũng phải lẩn. Các bố nghe tôi, tối nay về ra căng trận tài thằng Pháp ấy. Các bố đi đâu thì nhớ là treo biển nhà bán xít và mắm tôm. Khế đọc con mợ thằng Croatia nó đá bay 5 cái sổ đỏ. Chờ đợi sau bao nhiêu năm World Cup mà chẳng lẽ bây giờ bỏ giá. Bỏ lê tới bán kết nhà không còn cái gì để cầm cố. Về nhà giặt vạ ra cho tôi check, nếu hàng còn mới thì tôi lại bơm nho. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đi.